Khi chúng ta mời một cái người khách tới một salon vàng muốn cắt tóc, thì trước tiên chúng ta cần phải tư vấn khách hàng, đó là cái mức di động của chúng ta. Tư vấn ở đây là sao? Có nghĩa là mình sẽ vấn đề là mình hỏi cái người khách đó muốn cắt tóc như thế nào. Cái thứ hai chúng ta còn phải hỏi người khác, mình phải coi biết nữa là trên tóc của cái người khách đó đã từng uống hoặc sử dụng hóa chất lần cuối cùng là bao lâu. Tại sao chúng ta cần phải hỏi những người khác những cái này? Những cái bước này tuy nó không có quan trọng nhiều trong cái vấn đề uống của chúng ta, nhưng chúng ta hỏi để chúng ta biết được tình trạng cấu trúc tóc của những người khác này, đang ở tóc khỏe hay yếu. Chẳng hạn như ví dụ như có một người khách bước vô là uống tóc mà chúng ta không tư vấn cho khách hàng hiểu, chúng ta không hỏi khách hàng mà chúng ta cứ cắm cuối mà chúng ta để uống cái tóc đó, dù cái sợi tóc đó là sợi tóc đen mình nhìn cảm thấy rất là khỏe, nhưng cấu trúc tóc, biểu bì, thân tóc và tủy tóc của người khác nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Nếu mà chúng ta uống liền, chúng ta cứ dùng thuốc khỏe chúng ta uống, hay chúng ta không có nhìn cái sợi tóc mà chúng ta lấy thuốc chúng ta vô, thì chắc chắn khi mọi người có uống tóc, mọi người không để ý nó. Khi mọi người uống ra một sản phẩm thì cái tóc này là ngưng ngay. Cho nên cái bước có quan trọng ba bước: tư vấn, cấu trúc tóc và kiểu uống. Khi chúng ta đã tư vấn cho người khách được rồi thì bắt đầu chúng ta sẽ xem tình trạng uống tóc của người khách nó ra sao. Chẳng hạn như cái tóc của người khách có chất cách đây khoảng 3 tháng là đã có duỗi rồi, trên tóc cái người khác đó đã nhậm rồi, thì chắc chắn cái sợi tóc của cái người khác đó làm đen hả, yếu hoặc trung bình. Đó là cấu trúc tóc. Đối với một cái mái tóc khỏe thì chúng ta không sao, không ảnh hưởng gì, không sợ cái gì. Nhưng khi cái tóc yếu hoặc là tóc trung bình mà chúng ta xử lý bằng cái thuốc khỏe đưa vô cái tóc này thì cái tóc của chúng ta sẽ ra một cái sản phẩm không có tốt. Thứ nhất sẽ bị cháy tóc của chúng ta đó. Thứ hai, khi đã bị cháy rồi thì cái tóc của chúng ta không còn ra kiểu được nữa, nó sẽ bị nhiều cái phần đuôi đó. Nói về cấu trúc tóc thì chúng ta cần phải coi, chẳng hạn như những bạn cũ à đã từng học về cấu trúc tóc rồi đúng không? Bộ cấu trúc tóc chúng ta mấy phần đọc lên đó. Để bây giờ cái gì nữa? Phải bỏ tóc. Cái gì nữa? À, phải bỏ tóc. Có gì nữa? Bị tóc. À. Đây. Ba cái này là cấu trúc tóc của chúng ta. Nếu biểu bì, vỏ tóc, tủy tóc mà đã bị phá vỡ thì cái tóc của chúng ta khi chúng ta uống đó, mình cũng nói cho mọi người hãy nói cho mọi người đó, khi những cái này mà nó đã bị hư hại, bị tổn thương thì cái tóc của chúng ta uống ra nó không có được đẹp nữa. Còn nếu mà muốn được đẹp thì chắc chắn chúng ta phải uống phục hồi.
ta còn phải uống phục hồi nó. Chẳng hạn như ở đây có ai đã từng uống tốt chưa? Ở đây có ai từng uống tốt chưa? Mới uống rồi. À, chị mới uống. Cảm nhận sao đi uống tốt với chị gì? Chị Tuyên nghe Tuyên. Cô đúng không? Đó. Ví dụ như cái tóc của chị Tuyền đi. Cái tóc của chị Tuyền cũng chưa chắc là khoảng 100% đã từng sử dụng hóa chất. Khi đã sử dụng hóa chất, khi cái sử dụng hóa chất thì vô cái sợi tóc của chúng ta thì ba cái này nè, nó đều bị phá vỡ. Khi chị Tuyền uống lại một lần nữa thì cái tóc của chị ấy đang lên cực nhẹ mà khô. Vậy vậy cho nên khi chúng ta uống tóc chúng ta cần phải đi từng bước tư vấn khách hàng cho hợp kỹ trước khi uống, giống như uống chuỗi hay nhợm cũng vậy á. Nhất là uống nhợm nó lại khó ở chỗ có nhiều người khách không chịu tư vấn nè, bước vô đó là một cái mái tóc đen đẹp hoàn toàn nhưng mà không hiểu được cái tóc đó ra cái đã nhợm đen rồi mà cứ lấy đi ra nhợm tóc thì cái màu của cái người khách nó không lên đó, và tại vì chúng ta không có tư vấn, không có tư vấn khách hàng. Còn nếu mà chúng ta đã có kinh nghiệm, chúng ta nhìn vô rồi chúng ta biết cái tóc này là tóc khô. Nhưng mà những người chưa có kinh nghiệm, chưa có đi làm lâu năm, chỉ là mới vừa ra nghề hay là một thời gian nhất định nào đó, chúng ta phải tập cái này đi đầu tiên. Người thợ nào cũng như vậy đó, cái đầu quan trọng chúng ta không phải tư vấn khách hàng, đó là chắc chắn 100% ai cũng phải có. Đó mới là tư vấn. Thì tư vấn khách hàng xong rồi, chúng ta sẽ coi cái sợi tóc như thế nào cũng nói rồi chứ. Sau bắt đầu gom hai cái này lại, gom chúng ta sẽ nhìn lại từ cái phần 1 và phần 2 tư vấn và số chút tóc thì chúng ta sẽ quyết định được cái kiểu tóc uống trên từng khuôn mặt của mọi người đó. Chẳng hạn như cái tóc của người khách đó là cái tóc yếu, chúng ta đã tư vấn rõ tóc của người khách đó là tóc yếu trung bình đi, ví dụ lấy tóc trung bình này đi. Đối với kiểu một kiểu tóc uống còn phải tùy thuộc vào khuôn mặt cái người đó tròn hay dài. Tròn hoặc dài, đó là khuôn mặt của mỗi người. Thứ hai nữa, chúng ta cần phải coi cái sợi tóc của cái tóc của người đó nhiều hay ít. Chúng ta nhìn thấy được nhiều hay ít rồi và chúng ta mới quyết định được là cái tóc đó chúng ta có nên được uống cam hay không hay là chỉ cúp đuôi thôi. Nó là ra nhiều vấn đề như vậy. Đó, mọi người thấy không, đó với chỉ có một cái kiểu tóc uống thôi, chỉ là một cái kiểu tóc uống thôi, nhưng mà nó sẽ dồn hết tất cả mọi thứ, cái chi tiết, mọi thứ, cái vấn đề nhỏ nó sẽ vô một cái độ tóc uống đó. Đây ví dụ như cho mọi người biết cái sợi tóc của cái người khách đó dày, sợi tóc dày, nhưng mà tóc của cái người đó lại không được nhiều, chỉ là ít thôi. Ví dụ thôi nhé. Mà cái người khách đó, bây giờ người khách đó bước vô tiệm, người khách đó hỏi bây giờ chị muốn cho tóc chị nhiều lên, cái sợi tóc của chị đang ít và khách muốn cái người tóc đó muốn nhiều hơn, thì chắc chắn chúng ta sẽ không có uống đuôi được và cũng không có uống từ vai đi xuống được, mà chúng ta phải uống từ trong đi ra ngoài. Để làm cái gì? Khi chúng ta uống cao như vậy từ trong gốc đi ra ngoài thì chắc chắn là cái tóc của chúng ta sẽ tạo được cái độ phồng. Thứ nhất, tạo được cái độ phồng cho khách. Thứ hai, chúng ta vẫn tạo được cái độ uống từ thân vai đi xuống. Khi chúng ta quan sát vô trong, nếu đối với uống nóng thì nó sẽ không có xoăn như cái tóc uống sợi mì. Mọi người biết tóc uống sợi mì đúng không? Đó, nó sẽ không có được như vậy. Tại vì sao?
Vì khi chúng ta uống nóng và uống lạnh nó khác nhau ở chỗ uống nóng chúng ta sẽ tạo được một cái sợi tóc tự nhiên không xù nhiều đó từ trong ra ngoài. Khi chúng ta sấy khô thì nó vẫn tạo được cái độ phồng hoặc độ xoăn nhất định như cái người khách nó đang muốn. Nhưng còn nếu đối với chúng ta uống lạnh, nếu đối với uống lạnh thì chúng ta uống cái câu thì cái xoăn nó sẽ nằm tới đó, nó sẽ không giãn ra được. Khi chúng ta dùng sấy khô cũng vậy, nó tạo được cái độ xù nhiều luôn. Nếu chúng ta những cái tóc uống lạnh như vậy mà chúng ta muốn giữ được cái nét đẹp đó thì chắc chắn chúng ta phải xài kem miệng. Còn đối với uống nóng tự nhiên thì cỡ nào nó cũng ra theo một cách tự nhiên đó. Vậy vậy cho nên khi tất cả mọi người ở đây ăn cái gì á, khi uống tóc thường thường người ta chọn uống nóng và nhiều hơn uống lạnh đó, uống nóng sẽ nhiều hơn uống lạnh. Vậy vậy giờ chúng ta sẽ quay ngược lại cái vấn đề này. Thế đối với một cái người có người tóc khuôn mặt tròn như thế này đi, có một người khuôn mặt tròn đi mà cái tóc của người đó cũng vừa, không nhiều và cũng không ít, không nhiều cũng không ít, mà cái người khách đó vô người ta muốn uống từ trong đi ra ngoài, xù từ trong đi ra ngoài, đó là ý kiến của người khách. Bắt đầu tới chúng ta sẽ quay ngược lại vấn đề tư vấn, mình sẽ phải tư vấn cho cái người khách đó hiểu, vâng, khuôn mặt của chị đang vàng, đang tròn, tóc cũng không có ít mà cũng không có nhiều, mà chị uống từ trong đi ra ngoài như vậy thế thì chị sẽ làm cho khuôn mặt của chị sẽ tròn hơn nữa, sẽ tròn hơn nữa, đúng không ạ? Giống như hồi nãy nó là khuôn mặt dài đi, chúng ta là tóc ít mà chúng ta uống cao lên thì sẽ giúp khuôn mặt chúng ta sẽ tròn lại. Nhưng khi khuôn mặt của chúng ta đang tròn mà chúng ta lại uống cao thì không ra ngoài lại thì chẳng hạn là chúng ta sẽ tạo cho một cái người khác tròn như một cái tròn giống như tròn như một cái bóng rổ gì đó, sẽ tròn như vậy đó. Đó thì cho nên chúng ta còn phải những cái vấn đề này là chúng ta còn phải quay về tư vấn để cho khách hàng hiểu tròn hay dài, chúng ta cần phân biệt được tóc nhiều hay ít, tóc khỏe nhiều hay ít, tóc khỏe hay yếu, đây là cái vấn đề có chút tóc. Và để chúng ta quyết định được chúng ta nên uống cao hay uống thấp hay chỉ uống phần cướp với phần đuôi thôi, cái đó vấn đề, cái những cái vấn đề đó là những cái kiểu tóc phù hợp với bộ mặt của chúng ta. Bây giờ ai thắc mắc gì vấn đề này không? À, mấy bạn cũ ai thắc mắc gì không? Đó, giống như chị Tiền, chị Tiền cho em hỏi chẳng hạn như ngày hôm bữa chị Tiền đi uống tóc cho cái người khách đó, chị Tiền nói với người thợ đó, chị Tiền nói với người thợ đó là chị Tiền uống tóc như thế nào? Kêu là cắt ngắn thôi. Cắt ngắn. Nhưng mà khi mà cắt ngắn cái tóc bị chị ra. Rồi. Về chị uống cúp vô. Đó. Uống cúp ở đây có nghĩa là đang uống cái phần đuôi nè. Đó. Là chúng ta khi chúng ta uống thì cúp nhẹ cái phần đuôi vô thôi. Ở đây có ai uống cúp bao giờ chưa? Đó. Đấy là mấy chị gái nè. Mấy chị gái có ai uống cúp bao giờ chưa? Đây, cúp đuôi. Và đây uống thấp từ nghe ba đi xuống là đối với tóc này sẽ uống từ trong đi ra ngoài, nhưng khi sấy khô nó vẫn không tạo được cái độ phân ở trong đây, chỉ tạo được độ từ đây đi xuống thôi, nó chỉ làm cho cái phần tóc của chúng ta tạo được cái độ phồng. Thay vì mọi người u duỗi tóc, thay vì mọi người uống cúp đuôi sẽ có những người bấm tóc, đúng không? Bấm để làm gì cho độ phồng ra. Nhưng khi những cái người thợ đó, khi những cái người khách đó, người ta lường trước được là khi bấm tóc cái tóc của họ sẽ rất là khô, nhưng bởi vậy cho nên là họ không muốn bấm tóc, người ta muốn một cách, người ta muốn phồng một cách tự nhiên, thì cho nên chúng ta sẽ lựa cái trường hợp sẽ uống sát từ trong đi ra ngoài để tạo được cái độ phồng và tạo được cái độ phồng cho cái người khác. Uống sát vô da đầu luôn. Đó, đúng rồi. Nhưng khi chúng ta tháo ra thì nó sẽ không có xoăn từ trong ra ngoài. Đó là bởi với uống nóng. Nhưng còn bởi uống lạnh thì nó khác. Thì cái vấn đề đó mình sẽ cái phần sau chúng tôi sẽ thấy là phần đó. Đó mọi người nè. Chẳng hạn như chị này chị uống tóc đúng không? Thấy tóc chị uống đó. Uống từng năm. À, dạ. Đó.
còn cái tóc chẳng hạn như chị uống tóc một năm nhưng mà cái sợi tóc của chị vẫn còn, cái lọn tóc vẫn còn, thì cái đó là do cái cách chăm sóc của mọi người. Khi mọi người uống tóc mà mọi người không chăm sóc, mọi người bỏ phế nó, thì cái tóc mọi người sẽ giãn rất nhanh, khoảng 4 hoặc 5, 6 tháng gì đó mọi người phải đi uống lại. Nhưng mọi người sẽ chăm sóc hoặc xài uống cuốn, ví dụ thì cái sợi tóc đó mọi người sẽ chơi được 1 năm. Nó còn phải kết hợp là mọi người ở nhà phải giữ cái sợi tóc nó như thế nào, chứ mọi người không có bỏ phế nó. Chẳng hạn hôm nay mình uống tóc, 3 tháng sau mình lại muốn uống tóc nữa, 3 tháng sau mình lại muốn uống tóc tiếp. Mình trong đầu mình phải suy nghĩ là tại sao mình phải uống tóc nhiều như vậy. Đơn giản một câu thôi, mọi người không chăm sóc, sợi tóc mọi người khô, sợi tóc sẽ giãn ra, mọi người phải đi uống lại. Thì càng ngày mọi người làm hóa chất càng nhiều thì đâm ra ba cái này hư tổn hết, thì chắc chắn là mọi người phải lấy kéo cắt bỏ đó. Đó. Phần này có ai thắc mắc gì không ạ? Ở vấn đề này hơi làm khó những học viên mới một tí, tại vì khi lần đầu chúng ta học chúng ta chưa có biết rõ như thế nào. Nhưng hôm nay chúng ta chỉ cần nhớ bài sau cũng gì nhớ, và khi chúng ta thực hành càng nhiều kết hợp những cái bài sau thì mọi người sẽ hiểu được lý do tại sao tôi có biểu quỳ bỏ tóc và tụ tóc, tại sao tóc của chúng ta yếu hoặc khỏe đó. Nó sẽ giúp cho chúng ta mới biết được là cái tóc của chúng ta đang trong tình trạng như thế nào, cho nên sử dụng hóa chất. Chẳng hạn như trong đây là những cô nữ, là chị nữ là 70 người đi cũng khoảng hết 8 người tóc yếu rồi đó, đúng không? Ở đây có ai thường xuyên ở nhà chăm sóc tóc không? Đó. Chị ở nhà có thường xuyên chăm sóc tóc không? Không, hạn chế. Chị dùng chùa sản thôi đúng không? Dạ. Sao? Nhà có chăm sóc tóc không? Đó. Rồi chị Tiền, có phải là khi chị Tiền uống tóc xong cái người thợ lớp có tư vấn gì thì là ở về nhà chỉ giữ tóc 2 ngày sau đúng không? Có thể xài ống cuốn, ví dụ như vậy đúng không ạ? Đó, những cái trường hợp đó thì chắc chắn là trong cái người khi người khách uống xong rồi, cửa miệng của người thợ lúc nào cũng phát ngôn ra hai cái câu đó đi ra trước khi người khách đó bước chị về nhà. Là như vậy đó. Bởi vậy khi chúng ta tư vấn khách á, người thợ rất là cần biết cho vấn đề tư vấn khách hàng. Đó. Công việc chúng ta cũng là uống rượu nhờ, kinh nghiệm chúng ta cũng phải có, ai cũng vậy á. Đó là do mà mỗi người, có người lại thích nói, có người lại thích tin là anh và làm thôi. Nhưng chắc chắn là chúng ta cần phải tư vấn nhiều hơn để cho người khác hiểu rõ hơn. Chứ chẳng hạn như hôm nay chúng ta uống tóc chẳng hạn như là uống từ vai đi xuống đi, rồi không, chúng ta không tư vấn khách hàng gì hết, chúng ta cho cái người khách nó đi về đó, khoảng một tháng sau thì người khách nó quay lại, người khách đó mới hỏi là tại sao tóc của chị đã giãn hết rồi đó. Tại vì sao? Vì cái người thợ đó không có tư vấn là chị về chị phải chăm sóc tóc, chị xài ống cuốn, ống lô để làm cái gì, để giúp chị giữ được cái nếp nó nhiều hơn. Chứ về nhà không gì hết, người khách nó không có biết, về nhà cứ bỏ phế như vậy á. Người ta vui nắm quá, ta cột lên thôi, hên cột lên cột muối thì nó ra lọ, còn người ta cột bình thường nó giảm đơ luôn đó. Cái trường hợp đó một tháng sau thôi người khách nó quay lại đó, nó không phải là lỗi của người khách mà đó là lỗi của mình, bản thân của người thợ. Tại vì người thợ đã biết mà không chăm sóc, không tư vấn thì làm sao cái người khách đó biết? Trừ những cái người khách nào đã uống tóc lâu năm rồi, người ta biết được là phải làm như thế nào rồi, nó khác. Đó. Vấn đề này có ai thắc mắc gì không ạ? Dạ, anh chị có thắc mắc gì không anh chị? Cái này là chắc là có ở tiệm đúng không? Và mấy bạn mới có đặt câu hỏi gì không ạ? Mấy bạn mới có đặt câu hỏi gì không ạ? Chị có đặt câu hỏi gì cho vấn đề khi chị uống tóc thường không? Dạ. Đó mới uống. Dạ. Còn chẳng hạn như bây giờ chúng ta cái kiểu tóc, quay lại chúng ta kiểu tóc. Chẳng hạn đối với một cái người đá tròn, khuôn mặt đá tròn, cái tóc người khác nó dài nửa lưng đi, người khác có muốn uống tóc, uống ngang vai xuống,
đó là chắc chắn rồi. Cái vấn đề này cho tôi được không ạ? Đây ví dụ đi. Đây, hai cái trường hợp này, bây giờ cái người khách đó bước vô tiệm của chúng ta đang nằm ở trường hợp này thôi. Chúng ta phải biết chúng ta làm như thế nào. Ví dụ, bộ, ví dụ anh là người khách đó đi. Anh là người khách đó. À, bây giờ em cắt tóc ngắn ngang vai uống được không? Khuôn mặt tròn nha, nhớ để ý. Nhớ, khuôn mặt đang tròn. Bây giờ cắt ngang vai uống được không? Dạ được thầy. Em là chọn, ý nó đang chọn đây là tròn luôn á, tròn mặt luôn á, tròn à, ví dụ mặt tròn là tròn quay luôn á. À, ví dụ vậy đi. Bây giờ bước người khách nó vô bây giờ nè. Bây giờ em cắt ngang vai, em có thể uống được không? Em cắt ngang vai uống được không? Uống lên thì được nhưng mà nó không hợp với khuôn mặt. Rồi đúng chính xác. Đây anh đang để tôi nói đó. Chứ nếu chúng ta nói không được là không được, không phải. Chúng ta có thể, tại vì khi một người khách đặt câu hỏi ra thì chắc chắn khi cái câu hỏi của người khách chúng ta phải trả lời theo hai vế. Thứ nhất, được. Không được. Được ở đây là sao? Thì tất nhiên bây giờ em cắt lên ngang vai có thể uống được cho chị rồi đó. Không có vấn đề gì xảy ra hết. Nhưng khi em uống như vậy, khuôn mặt chị chẳng khác nào khuôn mặt chị đang tròn không? Như vậy nó sẽ không hài hòa với mái tóc của chị. Không hài hòa với khuôn mặt của chị. Còn chưa kể cái máy của cái người khác đó đang là máy xéo hay là ngang? Xéo hay là ngang nữa? Đó. Nếu mà một máy xéo thì không sao, nhưng mà ngang thì sao? Thì chọc lắm luôn. Đó, đó lý do là như vậy. Bởi vậy khi một cái người khác mà muốn vô làm một cái dịch vụ nào đó, nó nằm còn rất rất nhiều khía cạnh. Ở cái đơn giản thôi, uống tóc cho chị đó, nó phải vô rất rất nhiều khía cạnh. Chúng ta phải gom những cái khía cạnh đó lại, coi cái khuôn mặt của người khách đó nó hợp hay không. Đây, bắt đầu không được. Bây giờ chúng ta phải tư vấn lại, không được. Ờ chị ơi, nó sẽ tròn lắm. Bây giờ bắt đầu người khách nó sẽ bị lung lay thì lung lay bởi câu nói mình. Tại vì mình là thợ mà, chứ phải người khách là thợ. Bắt đầu nhịp bây giờ chứ trả lời lại cho mình câu đơn giản là vậy bây giờ chị uống như thế nào là phù hợp nhất, câu đó chắc chắn là sẽ xảy ra với một cái người khác. Thì bây giờ chúng ta cái tóc của người lên thì tóc của chị đang dài, bây giờ em cắt cho chị một kiểu xô le bầu, tóc của chị cũng đang vừa nên em không giật độ xô le cao, chỉ vừa phải thôi, và em uống ngang vai cho chị, về nhà chị có thể xài ống cuốn hoặc búi lên cũng được. Còn cái máy của chị đang không có máy đi, ví dụ không có cột lên hết, thì bây giờ em sẽ tạo một cái máy cho chị, một cái máy xéo. Khi chị uống cái máy hất lên thì khuôn mặt của chị sẽ đi thon theo của chúng ta đó. Chẳng hạn như mấy cô gái đang để máy xéo nè, thì nó sẽ che hết được một nửa cái khuôn mặt, thì nó sẽ giúp khuôn mặt của chúng ta sẽ tròn hơn. Rồi chẳng hạn như chúng ta nè, khuôn mặt gầy để máy ngang thì sẽ tròn hơn, nó sẽ tròn lại, nó sẽ đẩy lại cái khuôn mặt của chúng ta lại là như vậy đó. Đó. Còn chẳng hạn như gian nè, đang tròn để máy ngang là càng tròn hơn, nó đơn giản như vậy thôi. Đó. Nhưng mà cái đó là mỗi một cái sở thích riêng, mình không có ép họ được. Đó, là như vậy. À, bây giờ đó là cái vấn đề thì chúng ta uống thì rất là dễ rồi, nhưng mà quan trọng khi chúng ta tư vấn khách, mình hỏi cái người khách mới uống như thế nào nữa. À. Rồi chúng ta sẽ quay lại vấn đề khi uống lạnh và uống nóng. Đây, uống nóng, uống lạnh. Uống nóng là sao? À, uống lạnh là sao? Ở đây ai uống lạnh bao giờ chưa?
có thấy cái chai xương này quen không? Mấy bạn mới nè. Đó. Khi chúng ta uống lạnh thì chắc chắn chúng ta phải sử dụng xương này. Xương này nó cũng đủ kích cỡ xương, từ xương nhỏ nhất cho tới cái xương vừa, và có một cái xương to hơn nữa. Ở đây chúng ta không có, chúng ta chỉ có hai loại xương này thôi. Đó. Thì uống nóng cũng như thế, chúng ta sẽ có bốn cái loại xương của chúng ta đang nằm ở đây. Nhỏ, kế nó nữa, đây, và xương to nhất. 16, 19, 22, 25. Chúng ta đang cầm bốn cái xương. Tại vì khi chúng ta uống tóc, bây giờ uống nóng hay uống lạnh cũng vậy, chúng ta cần phải nhìn vào cái mức độ là cái sợi tóc của cái người khác đó. Ở đây tất cả mọi người ở đây, mái tóc của mọi người không ai giống ai. Có người sẽ có tóc mạnh, có người sẽ có tóc dày, có người tóc ít và có người tóc nhiều. Đó, bốn cái loại đó. Khi chúng ta chẳng hạn như một cái người khác có nước vô, chúng ta nhìn cái một sợi cái người khác có là một sợi tóc mạnh. Mà tóc này như tóc tơ vậy á, cái sợi tóc mà nó nhỏ mà nó mạnh đó, mọi người biết tóc đó hả? Ở đây có ai tóc đó không? Sao cái ý kiến gì? Hả? Gì? Tóc mạnh như đây. Đó chưa có mạnh lắm đâu. Có một người, có những người có sợi tóc rất mạnh. Chẳng hạn như có một người có tóc mạnh thật mạnh đó. Nếu mà người khác có tới người ta uống tóc thì chắc chắn chúng ta không nên lựa uống nóng để uống. Mà chúng ta phải uống lạnh. Tại vì sao? Tại vì khi uống nóng, khi với chúng ta đang uống nóng thì nó chỉ dành cho những cái sợi tóc, chỉ dành cho một uống một cách tự nhiên. Nhưng mà khi chúng ta dùng tóc mảnh, chúng ta dùng tóc mảnh và để uống cái sợi bằng máy kỹ thuật số và uống nóng như thế này thì khoảng 2 hoặc 3 tuần sau, ví dụ như vậy thôi, là cái sợi tóc của mọi người sẽ thẳng ra hết lại. Tại vì khi cái sợi tóc mảnh thì cái kết cấu tóc của mọi người đó, từ biểu bì, vỏ tóc và tủy tóc, nó lại ít, nó lại nhỏ hơn so với cái sợi tóc dày. Cái độ đàn hồi, cái độ ẩm, rồi thì muối hay nước, ví dụ, nó không có đủ nhiều để giữ được cái nếp đó, cho nên nó sẽ dễ bị giãn ra. Còn khi uống lạnh, tại sao chúng ta phải uống lạnh? Hồi nãy mọi người có nghe là khi uống lạnh uống tới đâu thì nó sẽ xoăn tới đó không? Đó. Cho nên khi chúng ta uống lạnh bằng cái sợi tóc mảnh thì nó sẽ giữ được cái độ xoăn á nhiều hơn, giữ được cái độ xoăn nhiều hơn, lâu hơn. Chúng ta bắt buộc chúng ta phải uống lạnh đó. Chứ khi chúng ta uống nóng xong rồi khoảng 2 ngày
tuần sau chúng ta cũng phải quay lại mình uống lại cho người khách đó. Bởi vậy khi chúng nào khi uống lành khi nào sẽ tốt mạnh. Và một trường hợp nữa để khi chúng ta uống lành, đó là những người ở đây, mọi người ở nhà có những người lớn tuổi mà những dạng tóc tém như nè, chẳng hạn như bà ngoại hay bà nội của mọi người á, tóc ngắn, thường thường là uống xù cái đầu lên để vuốt hết ra đằng sau như thế này, đúng không? À, hoặc là những cái cậu thanh niên tóc nam điệu lắm, uống cho nó bay phồng lên như thế này nè đó. Nhưng mà trường hợp là khi chúng ta tóc nam đó hoặc cho tóc mảnh hoặc là những người lớn tuổi đó thì chắc chắn chúng ta đã uống lạnh rồi, chúng ta không uống nóng được. Tại vì sao chúng ta tóc ngắn chúng ta không uống nóng được? Khi tóc ngắn chúng ta đưa vô cái xương này chúng ta không đưa vô được hết, khi chúng ta xoắn nó không có vô được một phần, vô được cái form. Còn với cái hai nữa, khi những người lớn tuổi người ta không có thích gọn tự nhiên, người ta mới thích phồng to phồng lên quăng lên để vuốt lên như thế này nè thì nó sẽ tạo được cái form, tạo được cái nếp vô. Và cho những người tóc té hay là những người tóc ngắn nè như vậy đó, ví dụ như vậy đó, chẳng hạn như tóc chị đó ngắn ngắn tí nữa chắc chắn là nó cũng lạnh rồi, nhưng nó cũng ngắn được đó. Còn khi nào chúng ta mới uống nóng, uống tự nhiên cúp đuôi đó. Rồi, quay lại. Đây, do cái hiệu uống tự nhiên thì nãy mọi người có ghi là uống cao hay thấp hay chỉ cái phần đuôi thôi. Bây giờ bỏ cái phần đuôi ra thôi, bỏ cái phần cúp đuôi đi. Uống cao hoặc thấp là ngang vai đi xuống thì đó chúng ta gọi là uống tự nhiên, dành cho những cái sợi tóc khỏe. Tóc yếu cũng vẫn được, tóc ít vẫn được, tóc nhiều vẫn được, nhưng đừng có sợi tóc mạnh nhé. Rồi bắt đầu mới quay lại cái trường hợp của tóc khỏe và tóc yếu đây. Tại sao người ta có những cái xương như thế này? Người ta phân biệt ra những cái xương nhỏ hoặc lớn. Ví dụ cái người khách đó tóc nhiều đi, ví dụ tóc nhiều đi mà người tóc của người khách đó yếu yếu, nếu mà cái người khách nó muốn uống một cách tự nhiên nhẹ thôi, gọn thôi, ví dụ gọn thôi, thì chắc chắn mọi người cứ nghĩ là sẽ lấy xương lớn nhất để uống hoặc xương kế nó để uống. Cái này là do mỗi người thợ khác nhau, không ai giống ai. Mọi người có một cách làm, thuốc ở mỗi tiệm sẽ khác nhau, không ai giống ai được. Trường hợp tốt nhiều mà yếu đi, hai cái xương này sẽ chắc chắn đối với người thợ uống. Nhưng khi chúng ta uống xong rồi nó vẫn ra được cái một cái sản phẩm của chúng ta muốn ngay tức khắc lúc đó. Nhưng khi về về sau khoảng một tháng thì cái sợi tóc của cái người khách này là sẽ bị giãn ra, bị giãn ra. Mọi người có biết sao mà biết sao nó lại bị giãn ra không? Chị lần đầu tiên uống tóc là khi nào? 8 tháng. Và lần cuối cùng là khi nào? Lần cuối cùng là chị uống tóc 8 tháng. Lần đầu tiên là khi nào? Không, em ví dụ cho khoảng 3 năm đi.
ví dụ 3 năm đi, đây khi em hỏi chị tôi là tôi sẽ có không? Chẳng hạn như lần đầu tiên chị uống tóc 3 năm trước, chị lần đầu tiên chị uống tóc, cái sợi tóc của chị rất rất đẹp đúng không? Lọn đẹp hơn. Nhưng từ về sau, càng ngày khi chị càng uống thì cái lọn tóc của chị sẽ không uống được đẹp như cái lần đầu tiên chị uống. Đó. Không ấy. Đúng rồi. Đơn giản thôi, tóc mọi người khô. Lý do tại sao cô? Thì do mọi người không có chăm sóc. Không chăm sóc sợi tóc của mọi người thì tóc của mọi người sẽ bị khô hơn. Cho nên khi chúng ta, khi cái tóc chúng ta tiêu dùng nhiều, nếu cái tóc chúng ta yếu, nếu chúng ta muốn giữ cho được cái sản phẩm của chúng ta một thời gian lâu hơn nữa thì hai cái xương này chúng ta sẽ bỏ đi. Chúng ta phải uống xương nhỏ hơn một tí. Để làm cái gì? Cho cái tóc của chúng ta xoăn nhiều. Nhưng khi chúng ta sấy khô hay xài ống cuốn gì như vậy cũng như vậy hết. Nó cũng sẽ ra được một cái lọn của cái người cắt muốn. Tại vì ống cuốn của mọi người lúc nào nó cũng tròn như thế này đúng không? Một cỡ nhất định, không có cỡ thứ hai. Nhỏ có mình có chút xíu gì dành cho những tóc kém. Những tóc dài chắc chắn là đúng một cỡ một thôi. Từ ống cuốn, ống gai hay cái diễn vậy nó cũng có một cỡ ở đó à. Khi mọi người quấn vô, khi mọi người xoắn cái ống nó vô, mọi người thả ra, nó cũng sẽ ra được một cái lọn nhất định mọi người. Nhưng khi mọi người đang gọi đầu thì cái tóc uống của mọi người sẽ trở về vị trí ban đầu là cái xương nhỏ. Thì một khoảng thời gian sau, từ từ cái sợi uống của chúng mọi người sẽ bị giãn ra từ từ thì mọi người sẽ chơi được lâu hơn. Thay vì mọi người uống cái xương này thì nó giãn ra nhanh hơn. Tại vì sao nó to quá. Dạ đúng rồi. Đúng rồi, tự nhiên hơn. Nhưng khi cái người gấp chẳng hạn như chị hỏi câu đó đó, chị muốn tự nhiên thôi, chị không có muốn son nhiều, thì bắt đầu em sẽ đáp lại với chị là dạ, nếu chị muốn uống tự nhiên thì em sẽ uống cho chị. Nhưng em báo cho chị trước, cái tóc chị thứ nhất đang yếu, thứ hai cái lọn tự nhiên của chị thì nó sẽ dễ dãn ra nhanh. Chị ở nhà chị xài ống cuốn thì cái tóc của chị mới giữ được cái nếp như vậy. Còn nếu mà chị bỏ phế nó, chị không chăm sóc nó thì cái lọn của chị sẽ dãn ra nhanh. Cái vấn đề đó thì em sẽ không chịu trách nhiệm, tại vì em đã tư vấn cho chị rất rõ. Nếu mà chị chấp nhận thì em sẽ uống, còn chị theo ý em thì em sẽ uống nhỏ hơn. Đó, đó. Thì cái nào mình cũng phải có qua có lại, có qua có lại, mình phải tư vấn khách hàng, khách hỏi thì mình trả lời. Chứ mình mà không nói thì khi người khách nó quay lại ta mắng dốt mình là người chịu trách nhiệm. Đó. Dạ. Rồi, chúng ta sẽ có lời uống cướp đây. Khi với một người khác uống cướp, tại sao người khác nó là uống cướp mà chúng ta không uống lạnh? Tại sao chúng ta không uống lạnh mà chúng ta lại đi uống nóng? Anh chế cho em hỏi. Tại sao chúng ta sẽ có những người uống cướp người ta sẽ uống lạnh á, nhưng mà đa phần là người ta sẽ uống bằng uống nóng. Anh chế cho em biết lý do tại sao được không? Nói chung là tâm lý người ta uống lạnh là nó mau giãn hơn. Sao uống lạnh mau giãn hơn uống nóng được? À. Ở đây có ai đã từng uống máy không? Có uống máy bao giờ chưa? Uống cái máy cúp vô có. Uống nóng hay uống lạnh? Uống lạnh. Rồi. Bạn có uống nắp máy bao giờ chưa? Giang. Uống nóng hay uống lạnh? Uống lạnh. Uống lạnh luôn. Rồi. Rồi hai trường hợp đó thôi. Khi hai người uống lạnh ra, uống cái máy của mọi người có bị gãy không? Cái máy có bị gãy không? Nó có bị một cái, chẳng hạn như tạo một cái phòng, nó bắt đầu nó gãy, nó mới phòng vô. Có bị cái trường hợp đó không? Khi uống lạnh chắc chắn sẽ có trường hợp đó. Mà cái tóc của mọi người nó sẽ không có cúp vô, mà nó chỉ chẻ cong ra và là chẻ qua hai bên như thế này. Đó. Nó là chắc chắn sẽ có người uống lạnh, nhưng mà đa phần người uống nóng. Tại sao khi người ta uống nóng, người ta nói uống cướp? Thì chắc chắn khi mọi người sẽ uống nóng, uống lạnh thì nó sẽ không có khô được. Từ cái nước số 1 cho cái nước số 2 và khi xả ra thì nó đều là ướt hoàn toàn. Đây, tại uống lạnh nó bị gãy. Là lý do ở chỗ khi mọi người quấn cái ống này vô, đây là uống lạnh,
cái tóc của mọi người đang như thế này. Nước thứ nhất và nước thứ hai mọi người phải đi xả là đang còn bị ướt. Mọi người không có cách nào để trị cho nó được cái phần này. Khi mọi người tháo ra thì chắc chắn ngay cái cọng thun này nè, ngay cái nếp cái cọng thun này nè, nó bị gãy đi. Nó bị gãy thì cái máy của mọi người lúc nào cũng bị trẻ ra vậy nè, hoặc là bị gãy ngay cái đó. Cho nên nhiều người không có dùng uống nóng. Chẳng hạn như những cái tiệm chuyên nghiệp hay tiệm lớn, người ta không dùng, không bao giờ uống cái máy hoặc uống cúp hoặc luôn uống lạnh. Không bao giờ. Người ta sẽ chuyển qua uống nóng. Khi mọi người uống nóng, cướp cái máy hoặc cái phần đuôi, số 1 thì chắc chắn là mọi người phải đi xả, sau mọi người phải đưa vô máy. Thì cái tóc mọi người đang vô máy xong, mọi người tháo ra, rồi mọi người phải tháo cái xương ra. Khi mọi người tháo cái xương ra rồi thì nó đang khô. Ngay chỗ cái nếp gãy á, cái nếp gãy cũng y hệt như uống lạnh á, nó sẽ lấy cái máy kẹp, nó sẽ kẹp qua cái chỗ đó, sẽ ngót cái độ gãy đó đi. Và khi dập thì nó sẽ hoàn toàn không được, mà nó không bị khô tóc nữa. Uống cúp cũng như vậy, uống cái phần đuôi cũng như vậy. Chẳng hạn như cái tóc hồi nãy đưa cho mọi người xem đó, đó cái tóc đưa cho mọi người xem cũng vậy. Những cái uống này không bao giờ mà uống lạnh được, phải uống nóng. Uống đó, nóng với lạnh nó lợi thế nhau là không có bị gãy cái phần đuôi, không có bị gãy cái nếp. Tại vì khi làm á, mọi người chắc chắn là phải bị gãy cái nếp, nếu uống lạnh để gãy rồi. Còn uống nóng như thế này, mọi người sấy bằng tay, xài ống cuốn hay gì nó cũng sẽ ôm vô cho mọi người. Còn uống lạnh chắc chắn là mọi người phải sấy rất kỹ, hoặc xài ống cuốn rất kỹ thì nó mới vô. Chẳng hạn như những cái kiểu này chỉ cần, đối với một người thợ là mình đang ai cũng vậy á, mọi người đang sấy cho người khác đó bằng cái kiểu tóc cúp đó, sấy bằng tay thôi tự động nó cũng sẽ vô, chứ không cần phải chạy sấy bằng cái cây như sao đó mà. Bởi vì nhiều người hỏi tại sao em sao tóc của chị lúc họ đang ở tiệm á thì lúc nào cũng đẹp hết, mà sao chị về nhà nó lại không có được như ý giống như ở tiệm. Hoặc là khi đưa người ta tới, tất cả có những người hay lắm, mọi người ở đây chắc ở đây cũng phải có trường hợp đó, đem tới bắt đầu đưa cái hình phẩm băng băng ra hay hình hai ra cái gì, hình ca sĩ nổi tiếng không ạ, Tăng Thanh Hà ví dụ, em ơi là tóc cho chị y hệt như cái người khách này nha. Đó bắt đầu mình bắt đầu dạ em làm, nhiều người không tư vấn, dạ em làm xong khách đi về quay lại không được đó, nó không có, không phải là không phù hợp mà nó không có ra y hệt như nữa. Tại vì với một người tập, với một cái người diễn viên hay là những cái tấm hình trên Google, mọi người đang sợ tìm kiếm những cái kiểu tóc của mọi người đó, thì người ta phải chạy sấy hết rồi, người ta phải làm tạo kiểu hết mọi thứ rồi người ta mới chụp hình đưa lên. Thì chẳng hạn như khi mọi người đang làm tóc, ở đây làm tóc, em làm tóc cho mọi người cũng vậy, thì em cũng làm xong hết rồi muốn đưa lên Facebook rồi em cũng phải chụp sấy tạo kiểu gọn gàng đẹp đẽ đâu cho hết rồi mới đưa lên, chứ ai mà để đâu một xô đưa lên đó. Bởi vậy có những tiệm người ta muốn làm như thế nào đó, người khách đó ở tiệm vẫn được, ở nhà vẫn được, vẫn ra y hệt như nhau, không khác nhau gì hết. Nhưng chúng ta mới uống nóng thì nó mới ra được thôi. Đơn giản truyền thống là cứ xài ống cuốn hoặc là búi cục lên, ai mọi người hay búi cục cao lên cục như thế này đúng không? Đó thì tự động nó sẽ ra được cái uống thôi. Này những người khách này nè, những người khách này của em khi về nhà cũng búi lên thôi, cứ thoải mái, cột thoải mái, không ảnh hưởng gì. Thì thả ra nó bị nó cũng cướp chân thôi. Đó là biết có thể hiểu tại sao khi chúng ta uống nóng và uống lạnh khi uống cướp không? Nó chỉ có khác nhau chỗ là không để bị gãy cái sợi tóc và không làm cái tóc của chúng ta khô. Tại vì khi mọi người uống lạnh, cái thuốc số 1, cái thuốc A này là nó sẽ nằm ở trong đây 45 phút. Cái thuốc nó cứ dập vô như thế này, tại vì chúng ta phải đông ở trong thuốc một lần là xong, phải nhiều lần mà phải ủ lại. Thì những cái nếp gãy này nè, trong đây nè, có những cái xương, có những cái gai nhỏ nè, nó sẽ làm đó, nó sẽ làm dập cái tóc của mọi người. Khi mọi người quăng càng nhiều, nó sẽ làm dập đi, nó ủ thuốc rất nhiều, là những cái cọng, cái đuôi á, cái đuôi nằm bên trong cái này nè. Khi chúng ta quăng vô, cái đuôi sẽ nằm trong đây, thì nó làm cái tóc của mọi người khô và nhũn đi. Ở đây ai uống lại nhiều thì sẽ biết, cái phần đuôi sẽ bị nhũn đi. Còn ai mà uống nóng á, sợi tóc của mọi người vẫn như vậy, nó chỉ có điều là hơi khô thôi. Thì cứ chăm sóc thì tự động sẽ lấy rồi im lại, lấy muối lại, lấy nước lại cho mọi người, thì nó sẽ cho mái tóc được hơn. Bây giờ chị có hiểu là đi nào đúng tóc nên nó đẹp, đi nào nó xấu không? Đó, là như vậy đó. Có ai thắc mắc không vậy nè? Chị?
nói gì không? Mà thầy xưa nay nó có là uống nó 3 tháng thôi thầy. Sao? Uống mà để 3 tháng sau nó hẳn ra. Uống 3 tháng sau hẳn ra. Cái vấn đề đó uống là do cái thuốc như thế nào. Chứ không có ai uống tóc mà uống 3 tháng mà bị giãn ra. Đúng không? Mình đây nói với một người thợ mà thích chăm sóc khách hàng á, người ta lại cái luôn cái mái tóc của người khách đó càng lâu càng tốt. Nếu mà chúng ta được sản phẩm đó thì chúng ta đang làm tốt nhiệm vụ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta uống mà mới 3-4 tháng sao, mà 3-4 tháng sau mà tóc đã bị giãn rồi, thì mình hãy coi lại kinh nghiệm của mình, thuốc của mình đang làm có ra được sản phẩm tốt không? Hiểu không? Mà nó vẫn tư vấn là phải là ba tháng uống tạm thời đúng không? Thì bây giờ em uống tạm thời cũng được 3 tháng đúng không? Em dùng xương lớn này nè, lớn thật lớn, uống vô 3 tháng là giãn ra hết đi. Đúng rồi, càng nhỏ giữ càng lâu. Đối với uống kỹ thuật số thôi nha, kỹ thuật số thôi nha. Nhưng không phải là tóc nào, chẳng hạn như tóc khỏe mà chúng ta muốn giữ lâu, chúng ta dùng cái xương này là không được. Rồi bắt đầu nhớ đây, hồi nãy có một cái sợi tóc khỏe và yếu đúng không? Khỏe và nhiều và yếu đúng không? Bây giờ nào một cái sợi tóc vừa nè cộng với khỏe nè, bây giờ người khác muốn uống một cái lọn nhất định, vừa không to cũng không nhỏ. Đây tóc thứ nhất là người khác nó đang vừa, không nhiều cũng không ít, sợi tóc rất là khỏe rồi thì không sao, không ảnh hưởng gì hết. Tại vì sao? Tóc của người khác không khô vì chúng ta không có sợ bị giãn ra nhiều. Sợi tóc của người khác không mảnh, chúng ta cũng không sợ cái người khác nó nít đi. Vài tháng là xong. Thì chúng ta uống một cái vừa nhất định của chúng ta, 19 hoặc 22, tùy theo những người khác đó uống. Còn đối với uống cúp thì chắc chắn là cái xương to nhất rồi. Cái xương 25 nè, to nhất. Đây đối với uống cúp nè, xương 25 là xương to. Tại vì người khác chỉ muốn cúp thôi, chỉ muốn có một chữ C như thế này thôi, chữ C như thế này thôi. Thì chúng ta uống xong nhiều làm cái gì? Chúng ta uống to nhất để lát chúng ta cũng kẹt ra nữa mà. Chúng ta cũng kẹt cong ra, tạo được một cái chữ C thôi. Chứ chúng ta không có uống cúp mà chúng ta phải uống lọn nhỏ và lát kẹt ra, ngồi kẹt tới cả chiều luôn á, từ sáng kẹt cho tới chiều luôn, không ra nổi nữa. Đó, uống cúp lúc nào chắc chắn cái độ số mà xương lớn nhất. Có những người khi uống lạnh đó là biết lý do tại sao không? Lý do là ở tiệm, có những cái tiệm sẽ không có mặt khoái uống cái độc số, chỉ uống lạnh thôi. Còn có những người cứ theo cái cách của họ làm, cứ uống bằng uống lạnh, chuồng cúp hay cái máy cũng đưa vô uống lạnh hết, nó sẽ không có ra. Bữa nào tiết sau thực hành em uống cái máy, một bên uống lạnh một bên uống nóng thì sẽ ra được cái sản phẩm khác nhau được. À, nếu mà uống lạnh rồi, nếu mà không thích thì đưa dễ lắm, đưa thuốc chuỗi vô kẹt ra cái là xong rồi. À, dạ, bữa đó cô thích uống máy nữa không? À, tại vì máy trưa là không được uống, không được làm gì hết. Đó. Hiểu chưa? Khi nào được uống lạnh, khi nào uống nóng chứ? Rồi, ví dụ như có một cái người khác khuôn mặt vừa, không tròn, cũng không dài, cũng không nhỏ, cắt tóc ngang chuối. Nghe. Nhưng cái sợi tóc của người khác rất ít. Người khách đó muốn chúng ta làm sao đó cho cái tóc của người khách cúp vô như thế này và tạo được cái độ phồng từ trong ra ngoài. Đối với mọi người đang suy nghĩ, mọi người sẽ làm như thế nào? Ở đây từng ai đã từng để tóc ngắn không? Anh Chí. Thì anh Chí lâu năm thì anh Chí cho em biết anh Chí. Năm đâu. Đây rồi, anh Chí cho em biết đi. Đây,
Ví dụ người khách đang tóc đang ít mà người ta muốn độ phồng, độ cúp vô như thế này thì chúng ta phải làm sao? Không chí? Chỉ có bấm chân, bấm lạnh chân. Bấm lạnh, lạnh à, bấm lạnh trong chân và uống bằng đuôi. Không. Rồi, có một ý kiến. Đúng, không sai. Rồi sao nữa? Tâm Giang. Mấy chị. Chị. Đây, hồi nãy mọi người có nghe em tư vấn. Khi cái người khách nó ít mà người khách nó muốn nhiều. Muốn nhiều. Phải uống ở đâu? Như thế nào? Từ trong chân đi ra, đúng không? Thì bây giờ mới tóc ngắn cũng vậy. Trường hợp của anh Chí, ví dụ trường hợp của anh Chí cũng sẽ có người như vậy. Người ta muốn phòng, tạo được cái độ phòng thì người ta tắm và uống phần đuôi, đúng không? Trường hợp này sẽ có. Nhưng với em sẽ không làm như vậy. Sẽ uống thôi. Uống ở đây là sao? Người khác chỉ muốn tạo được một cái độ cúp như thế này. Chỉ cúp như thế này thôi. Tại sao chúng ta không duỗi? Duỗi dành cho những khi nào tóc nhiều lắm thì chúng ta mới duỗi. Còn cái tóc người khác này không nhiều, cũng không ít, vừa. Mà người ta muốn phồng từ trong ra ngoài, chúng ta phải uống. Uống bằng cái xương nào? Uống bằng cái xương to nhất. Tại vì khi uống cúp mà chúng ta uống cúp thì bằng cái xương to nhất. Quấn từ trong đi ra ngoài, cuốn hết từ trong đi ra ngoài luôn. Đó, từ trong đi ra ngoài. Khi máy đã ken, chúng ta đã hẹn giờ và ken máy rồi, chúng ta sẽ tháo ra hết. Để cái đầu cái người khách đã bị sùn như thế này nè. Tại vì mới đang uống mà, chúng ta chưa làm gì hết. Bắt đầu chúng ta sẽ bắt từng lớp lại, từng lớp mỏng. Thay vì chúng ta, mọi người biết duỗi là bắt từng lớp mỏng rồi. Bắt từng lớp mỏng, kẹp lại. Kẹp sau đó khi chúng ta kẹp chỉ còn xuống được cái phần đuôi và nó chỉ có gọn được câu cúp nhẹ như thế này thôi. Nó sẽ cúp nhẹ như thế này thôi. Và từ lớp này đi lên lớp kia, lớp kia, lớp kia nó chồng lên nhau thì nó sẽ tạo được một đợt cúp vô như thế này. Đợt cúp vô tí hình như thế này luôn. Và khi mọi người dập, dập thuốc số 2 xong rồi, B đây, dập số 2 hoặc B xong rồi. Khi mọi người đi ra, mọi người sẽ thấy nó có một cái độ gọn nhẹ nhất định, gọn thôi. Nhưng khi mọi người dùng máy sấy, sấy tung ra hết đằng sau, cứ sấy thoải mái. Không cần sợ, bất cứ điều gì cứ sấy ra hết đi. Sấy ra một cách tự nhiên của mọi người đang sấy. Khi nó đã khô rồi, mọi người sẽ lấy lược chải lại thì tự động nó sẽ cúp vô và cái tóc này đã phải. Cái tóc này đang uống. Còn nếu chúng ta bấm, bấm và uống đôi cũng được, không sao. Nó sẽ bị mất có vấn đề ở chỗ chúng ta phải hai sử dụng hai lần uống. Đấy, chúng ta phải bấm và chúng ta phải uống đuôi. Đuôi uống thì chúng ta cũng phải bẻ. Chúng ta phải dùng máy kẹp kẹp để cho đừng có bị nhảy cái nếp. Chúng ta hiểu không? Nó đừng có bị nhảy cái nếp như đó. Nếu mà chúng ta nhảy cái nếp đó thì cái tóc ra nó tạo được cái độ cúp. Nhưng mà người ta nghe đây nè, nó sẽ đi xuống như đây và nó tạo được một cái ngấn, ngấn dốc á, cúp vô. Nó bị ngấn ở đó. Cái thứ hai nữa, khi chúng ta bấm nó sẽ có một tác dụng phụ sau này, chẳng hạn như 4 hoặc 5 tháng. 4 hoặc 5 tháng thì tóc của chúng ta ra và người khách đó đi phải đi cắt tóc khoảng 2 tháng mới đi cắt một lần. Chúng ta cắt nhiều, cắt nhiều bắt đầu tới bằng bóng. Đó, tới bằng bóng đây nè. Nằm ở đây, rồi bây giờ bóng này, giờ tóc chị khô quá, bằng bóng khô quá, giờ duỗi lại cho chị. Đó, bị lại dính cái bằng bóng nè. À, cái trường hợp của anh Chí á, sẽ có người sử dụng. Sử dụng khi nào? Sử dụng cái tóc người đó ít thấp ít luôn. Mới dùng cái trường hợp này thôi, ít nhiều lắm hoặc là sẽ tóc mảnh thì mới dùng cái trường hợp bấm này thôi. Đó, còn những giờ tóc khỏe vừa bình thường không có ít thì chúng ta cứ uống từ trong bên ngoài, chúng ta sẽ tạo được cái độ cúp của nó thôi. Chúng ta không có sợ, đừng có sợ cái gì hết. Nè mọi người thấy nếp chảy ở đây không? Thấy cái nếp, những cái nếp chảy ngay đây không? Nếp cong không? Đó là do chúng ta uống thì chúng ta sới sẽ tạo được một cái gợn sóng như thế này. Ở đây ai uống mấy hốc bao giờ chưa? Máy hóc á. À, chẳng hạn như cái máy xéo đúng không? Nhưng mà ngay đây có những cái nếp gọn á, thì chúng ta uống tóc, uống máy cũng vậy, để tạo được cái độ gọn như thế.
đây. Đối với góc này cũng như vậy. Đó. Cũng phải uống, tạo được cái độ cúp vô. Nếu chúng ta đang ví dụ cúp thì nó chỉ cúp nhẹ tự nhiên thôi. Nhưng mà khách muốn giữ được cái độ cúp đó lâu thì chắc chắn mình cũng là phải uống. Có ai thắc mắc vấn đề này đúng không? Thắc mắc vấn đề này không? Xong rồi chị mà có thắc mắc gì cứ mình nói đi thôi. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bắt đầu chúng ta sẽ chia tóc uống nha. Có
tay à, đưa tóc ra cho. Đây ví dụ đây là cái tóc của người khác, một chiếc lá như thế này đi, so lên trên đây rất nhiều. Cái tóc của nó thì vậy, đi theo hình chữ V, hình chữ V như thế này. Khi chúng ta uống tóc thì chút cái phần đuôi này vô thôi, thì chúng ta cũng phải bắt được chữ V. Đây ví dụ hình chữ V để làm cái gì? Khi chúng ta uống tóc thì cái hình chữ V như này và cái tóc của hình chữ V của chúng ta nó sẽ đi vô một cái con đường như vậy, nó sẽ không có bị gãy và cũng không có bị phồng, cũng không có bị phẳng ra. Chẳng hạn như chị uống tóc, chị uống tóc có thể một bên bị phẳng, một bên sẽ ôm vô đều, một bên bị phẳng ra, đúng không? Đó chị có trường hợp đúng không? Chị Tuyền có trường hợp đó không? Bây giờ nè cái tóc của chị Tuyền bây giờ nè, đó bị đang bị phẳng ra đúng không? Có một bên đang phẳng ra kìa. Đó là lý do khi tại sao mọi người uống tóc so le nhỏ hoặc là những cái tóc cúp như thế này mọi người bắt vê. Tại vì khi mọi người bắt vê để cho tạo cái độ form này nó sẽ ôm đều vô, khi mọi người bắt vê thì cái xương của mọi người nó cũng sẽ làm một chữ vê như thế này, cũng sẽ làm một chữ vê như thế này mà không có nằm nghiêng mà là chữ vê như thế này, để khi mọi người thả ra và mọi người kẹp thì nó sẽ đi đều vô hết luôn. Đó người ta gọi là uống cúp. Rồi khi trường hợp này chúng ta phải bắt dòng. Không, nếu từ trong chân tóc chúng ta uống ngang mà đối với tóc ít thì chúng ta cứ bắt ngang từ thôi. Trường hợp bắt dọc này nó chỉ nằm dành cho cái tóc uống lạnh thôi, uống bằng xương lạnh này thôi. Đó là khi mọi người uống sợi nước. Sợi mì á, sóng nước, sợi mì thì cái xương của nó như thế này nè. Hoặc có người sẽ uống xương này, xương nào cũng được, nhưng khi người ta uống sợi mì á người ta sẽ uống cái xương đứng như thế này nè, khi người ta không uống nghiêng người ta cũng không uống vê mà người ta sẽ uống đứng như thế này. Uống sợi mì á, ai uống sợi bính á cũng cũng trọng nghĩa là nghĩ như sợi mì xù nguyên cái đầu ra như thế này nè. Đó người ta sẽ uống bằng cái uống lạnh bằng cái xương này, uống đứng bắt can. Ai có thấy cái này có quen không? Anh Chí, nhà chứ quen. Có nhà Chí rất nhiều lắm nè. Vợ làm anh Chí, vợ anh Chí làm tóc rất mất xương này nhiều lắm. Đó. Đó, khi chúng ta cắt tóc, chúng ta làm bất cứ gì cũng vậy, khi chia tóc, uống tóc cũng như thế thôi, chúng ta cũng phải được chia ba loại: ngang, chữ V và bắt dọc. Chứ không phải những cái tóc cúp, nhưng phải là những cái tóc cúp mà cứ ở bắt ngang đại đi là nó là nó cứ cúp lấy mình kẹt mà nó ra đó, nhưng mà nó có hoàn chỉnh được hay không thôi. Đó chúng ta phải bắt chữ V như thế này. Còn có những người uống lạnh, chẳng hạn như chúng ta uống lạnh và cái sợi tóc của chúng ta nhiều quá và cái người khác nó làm cho nó ít đi, chúng ta không có được, chúng ta cũng không thể bắt ngay được. Và V thì cũng không cần rồi, chúng ta không có, và chúng ta phải bắt chậm để làm gì cho cái xương, cho cái sợi tóc của chúng ta không có bị xù ra mà nó là nó sẽ suôn xuống nhưng mà vẫn tạo được cái độ xoăn của nó. Đó, nó mới dành cho những cái tóc nhiều lắm.
Tôi thắc mắc chuyện chị, thấy chị từ nãy giờ thắc mắc gì á? Hả? Thắc mắc gì không? Hay là buồn ngủ? Hay giãn tí là buồn ngủ? Rồi. Khi chúng ta biết cách bắt tóc để uống, chúng ta biết cái kiểu để phù hợp người khác, chúng ta biết cái sợi tóc của người khác đang trong tình trạng yếu hay khỏe hay trung bình, thì bắt đầu chúng ta mới sử dụng hóa chất, sử dụng loại thuốc uống đó để chúng ta uống. Thì thuốc uống đó nó sẽ có nhiều loại khác nhau, mỗi hãng khác nhau. Thì khi mà sau này mọi người xài hãng nào thì mọi người hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng là nhất nhất nha. Còn khi mọi người xài nó quen rồi thì vấn đề đó không sao cả. Thì thuốc của mọi người, cái thuốc uống, như thuốc uống cũng vậy, nó cũng giống như thuốc chuỗi, nó sẽ có ký tự A, B, số 1, số 2. Tại vì ở trong cái thuốc nó sẽ có hai loại B, A nè, A nè và B nè, hoặc là số 1, hoặc là số 2, đó là ký tự của hãng Canada cho chúng ta. A chẳng hạn như uống, đối với uống thì A là thuốc uống. B là thuốc giải. Thì số 1 cũng như vậy, đó là thuốc uống. Và B là thuốc giật. Và số 2 là thuốc giật. Khi nào chúng ta dùng thuốc uống, khi nào chúng ta dùng thuốc giật, có nghĩa là đối với uống lạnh thì phải mọi người phải cuốn cái xương này vô cái tóc này trước. Ví dụ như thế này, khi mọi người cuốn xương vô như thế này hết, mọi người cuốn hết cái đầu thì mọi người phải chăm thuốc số 1 trước, đó là A, số 1 trước. Khi mọi người chăm hết, chăm đều vô trong đây hết rồi thì mọi người phải chăm giờ, tóc khỏe thì mọi người canh lâu hơn, tóc yếu thì thời gian nó sẽ chậm lại. Nhưng vấn đề ở đây quan trọng của chúng ta không phải là thời gian, mà quan trọng là chúng ta phải tự cái sợi tóc đó chín hay chưa, và cách chúng ta sẽ kéo ra và cái độ co giãn nó. Khi chúng ta kéo ra mà nó co vô liền thì cái tóc đó nó chưa có chín, cái độ đàn hồi nó còn cao lắm. Khi chúng ta kéo ra mà cái độ đàn hồi từ từ đi vô thì cái tóc đó cũng như là chín rồi, màu xanh chín. Vì là chúng ta mỗi sợi tóc của chúng ta khác nhau, thời gian nhiều hay ít chỉ chúng ta đang phân biệt ở tóc yếu hoặc tóc khỏe. Còn cái quan trọng là chúng ta cần phải kéo cái sợi tóc của chúng ta như thế này, kéo ra để chúng ta biết được thời gian. Khi chúng ta đã chín tóc rồi, đối với thức giật sử dụng giờ trước nha, đối với uống lạnh nha, thì trước tiên thì mọi người phải đi gội đầu. Rồi các đúng không, ai uống tóc mà không cắt tóc không? Cái đầu hả? Uống tóc có đi cắt tóc không? Phải cắt chứ, chứ lại để vậy luôn. Tại sao phải gội đầu trước? Tại vì chúng ta phải chịu tóc 2 ngày. Nếu mà chúng ta không gội, chúng ta để 2 ngày đó đầu của chúng ta dơ thì sao? Sao ai chịu nổi? Chúng ta phải qua đi sợi sạch hết rồi chúng ta mới gọi, chúng ta cắt tóc và chúng ta sẽ uống cái xương này vô như thế này. Xong rồi chúng ta sẽ châm thuốc số 1 này nè, là thuốc A nè.
số 1 hoặc A là thuốc, là thuốc uống đó. Tại sao chúng ta phải vô thuốc này trước? Tại vì khi thuốc A này nó sẽ phá vỡ hết cái kết cấu tóc của chúng ta, phá vỡ để khi chúng ta uống như thế này, nó sẽ tạo được một cái nếp uống cho chúng ta, nó phá vỡ cái nếp thẳng tóc của chúng ta tự nhiên, nó sẽ tạo uống cho chúng ta như thế này. Tại chúng ta uống vô mà thì nó sẽ tạo được cái độ xoăn, cái số 1 nó sẽ phá cái kết cấu như vậy. Khi số 1 vô xong rồi, canh thời gian nhất định đó đã chính thì chúng ta phải đi xả. Khi mọi người đi xả ở đây, nhớ xả là không được tháo cái xương ra nha. Không được tháo xương ra, không dùng dầu xả, cũng không dùng dầu gội, mà chỉ xả bằng nước sạch thôi. Là cái xương của chúng ta vẫn để yên nguyên cho người khác như thế này, mà cho cái người khác nó vô bồn, xả lại, xả sạch hết. Không dùng gì hết, chỉ xả mỗi nước sạch thôi. Khi chúng ta xả sạch xong rồi, chúng ta sẽ cho cái người khác nó đi ra ngoài lại, lấy khăn, lau sạch khô những cái xương này, lau cho nó còn ráo là được, hoặc dùng một cái máy sấy sấy nóng đều qua để cho nó ráo lại. Và bắt đầu chúng ta sẽ chăm nước số 2. Vô thuốc số 2 hoặc B thì cái thuốc này người ta gọi là thuốc dập. Đây, đây gọi là thuốc dập. Thuốc dập này nó có tác dụng là định hình cái tóc uống này của chúng ta. Nếu chúng ta không có B thì chúng ta chỉ dùng số 1 thôi, thì nó cũng ra như vậy, nó cũng thẳng lại và nó bị sụn lên. Thì chúng ta phải có số, phải có B trong đó hoặc số 2 đó để định hình cái tóc uống này cho nó xoăn theo cái xương của chúng ta. Thời gian để cái thuốc số 2 này hoặc B là 15 hoặc 20 phút. B 15 hoặc 20 phút. Xong rồi, bắt đầu chúng ta sẽ tháo xương ra và xả sạch và dùng dầu xả lại. Cái phần uống lạnh chúng ta đến đây là xong, như thế là xong phần uống lạnh của chúng ta. Và ra chúng ta sấy tạo kiểu theo các người khách muốn, phần uống lạnh như vậy thế là xong. Rồi cái vấn đề đó, để khi xong cái phần tóc uống á, uống nóng á, thì sẽ khi nào dùng, khi tóc yếu dùng thuốc nào và tóc khỏe dùng thuốc nào. Rồi, có ai thắc mắc uống lạnh không? Cái này mới nè, ghi đỏ đúng không? Quá đỏ luôn á. Sao như tiền? Dạ. Bắt đầu cũng gỡ
coi có là thử sợi tóc chín hay chưa. Xong rồi thấy được rồi, cái lên bụi đầu cái ra sấy làm kiểu luôn. À đúng rồi, cái thuốc đó là thuốc của Trung Quốc, thuốc trái cây đó là cái tiết nó màu trắng đục đó, mà cái ở ngoài nó có hình trái cây màu hồng, màu đỏ hay là màu trắng gì đó đó đó. Đúng rồi đó là thuốc trái cây đó, chỉ sử dụng một lần một, nó là thuốc uống là tiết kiệm thời gian một lần, vừa uống mà giảm chỉ đúng một lần một duy nhất. Nhưng đổi lại, tại sao các hãng lớn người ta tạo ra hai loại để làm cái gì đó? Tại sao Trung Quốc nó làm có một loại để làm cái gì? Tại vì khi một cái loại chúng ta sử dụng như vậy, đó là hồi xưa thôi. Tại vì hồi xưa cái vấn đề uống thì nó ra cái loại thuốc uống trái cây đó rất là hay rồi, thì cho nên ai cũng sử dụng đó. Nhưng càng ngày càng công nghệ càng tiên tiến đi thì họ sẽ không có sử dụng cái đó nữa. Vì sao? Thứ nhất, khi uống cái đó thì về nhà ra ngủ riêng á, không ngủ với chồng được không? Đúng, nó hôi có mấy tháng trời mà chưa hết. Đó thì làm sao mà ông chồng nào cho ngủ chung đó? Có bạn hả, mấy người nữ có bạn gái nữa, chắc bữa đó thôi anh bệnh rồi không dám gặp em đâu đó. Thứ hai nữa, nó sẽ làm cho cái sợi tóc của chúng ta rất khô, nó sẽ lấy hết ruột tự nhiên chúng ta mất nước. Khi uống liền lúc đó thì tóc của chúng ta không xảy ra chuyện gì hết, nhưng về nhà hai ngày sau gội đầu mình sẽ cảm giác được cái tóc của chúng ta rất khô. Thì bởi vậy càng ngày thì cái thuốc đó bây giờ vẫn còn sử dụng chứ không còn đâu, bây giờ vẫn còn sử dụng, nhưng mà khi đã được tiên tiến thì người ta sẽ sử dụng những cái hàng tốt hơn đó. Thì những cái hàng này khi uống ra nó vẫn hôi, nhưng ở mức độ nào đó thôi, vài ngày là hết à. Còn những hàng mà cao cấp hơn thì ngay lúc đó làm xong không còn mùi gì, chỉ có mùi dầu bóng của cái tiệm nó đi về thôi đó, như vậy đó. Chị hiểu chứ chị Tiên? Hả? Nếu có bao trường hợp đó uống nó đừng sử dụng giùm em nha. Rồi bắt đầu cho bò cũng này được chưa? Bắt đầu khi chúng ta phải chuyển qua uống nóng nè. Uống nóng nè. Thì chúng ta cũng trước tiên là chúng ta phải đi gọi đầu. Thì bước đầu tiên chúng ta cũng phải gọi đầu nè, chúng ta phải cắt tóc nè. Nhưng đối với uống lạnh, đối với uống nóng, chúng ta không có để ướt như uống lạnh mà uống, mà chúng ta phải sấy khô nó. Chúng ta phải sấy khô để làm gì? Tại vì khi uống nóng nó khác uống lạnh, khi uống lạnh nó phải ướt để chúng ta dễ cuốn hơn. Nhưng đối với uống nóng thì chúng ta phải sấy khô hoàn toàn. Cho dù tóc yếu hay tóc khỏe chúng ta phải sấy khô. Khi chúng ta sấy khô xong rồi, cái người khách đó muốn uống cao hay thấp, chẳng hạn như muốn uống phần đuôi, muốn uống cúp nhẹ cái phần đuôi thôi, hay muốn nửa vai hay là ngang vai, hoặc là từ ở trên, tùy theo cái người khách, thì chúng ta sẽ ước lượng theo, nhìn theo cái người khách có uống cao hay thấp hay vừa mà chúng ta vô thuốc. Chẳng hạn uống tới vai thì chúng ta phải vô thuốc tới vai, uống sát đầu, uống như trong luôn thì chúng ta phải uống đưa thuốc vô trong đầu đi ra, cắt chân chứ không được vô sát vào đầu, chúng ta phải cắt chân ra. Và hoặc uống đuôi thì chúng ta chỉ vô cúp nhẹ cái phần đuôi như thế này thôi, chỉ vô ít một phần đuôi thôi đó. Và bắt đầu chúng ta sẽ vô thuốc nè. Vô thuốc cao hay thấp do người khách. Chứ bây giờ cái người khách nó chỉ uống phần đuôi thôi mà chúng ta đi vô thuốc hết lên tới nửa vai đâu có tác dụng gì đâu, chúng ta chỉ uống phần đuôi thôi mà. Chứ bây giờ vô lên đây thì cái tóc của chúng ta bị khô mà nó cũng không có tác dụng gì hết đó. Lấy chúng ta quán xương ăn nóng thì chúng chỉ cúp cái phần đuôi thôi đó, nó nghe có là vừa rồi. Khi vô thuốc xong rồi nếu mà đối với tóc khỏe thì chắc chắn là chúng ta phải kiếm bao chùm lại. Nghĩ cái này vô tìm em. Đối với tóc khỏe thì cần phải chùm lại. Mọi người biết cái đồ chùm tóc mà đúng không? Khi cái sợi tóc của chúng ta đang nhân uống xong ở một khoảng thời gian nhất định
chúng ta phải thử cho nó chín hay chưa. Khi cái tóc của chúng ta đã chín rồi thì chúng ta phải đi xả, xả sạch. Có dùng dầu gội hay dầu xả không? Dạ, nhớ xả sạch bằng nước thôi nha, không dùng dầu gội, không dùng dầu xả nha. Xả sạch. Cái uống cái thịt số này á thì nó lại nhiều bước hơn cái bước lạnh, nhưng khi mọi người làm á, làm đầu này qua đầu nọ thì mọi người dễ lắm rồi, cứ theo cái chu kỳ nó làm thôi, chứ không phải nhớ từng cái chi tiết gì đâu. Thì nó khi mọi người làm quen thì nó cũng có như đó, đi ra đi vô, vô túi đi xả ra, quăng ống vô xả rồi thì nó đơn giản vậy thôi đó. Nhưng mà cái uống thì nó khỏe, máy uống hay là uống lạnh nó khỏe rồi, máy nó làm mình cũng có làm. Còn dũi thì nó hơi cực, tí là chúng ta phải dùng mặt tay, chúng ta kẹp cái tiếng đồng hồ đó. Khi chúng ta xả sạch rồi, chúng ta sẽ đem ra ngoài cho người khách ngang ra ghế sấy ráo, không sấy khô quá. Khi mọi người đã sấy xong rồi nè, khi mọi người đã sấy xong rồi nè, có cái một cái chi tiết nhỏ này nhớ đưa vô thêm vô nha. Khi sấy xong rồi, mọi người phải bắt từng lớp uống tóc, đúng không? Phải bắt từng lớp mọi người uống tóc, bắt đầu mọi người uống. Người khách muốn uống tới đâu, mà nãy vô thuốc tới đâu, thì mọi người sẽ uống tới đó. Chẳng hạn như phần đuôi thì mọi người sẽ quấn phần đuôi thôi. Hoặc là nửa vai thì quấn lên tới nửa vai. Hoặc là sát da đầu thì quấn vô sát da đầu, vậy thôi. Nhưng nhớ khi trước khi mà đưa cái xương này vô, xương uống nóng vô thì một cho một tí hấp dầu, ghi cái này vô, cho một tí hấp dầu vô cái phần ngọn tóc giùm em. Ngáp dữ vậy, cho một tí hấp dầu vô cái phần ngọn tóc. Mọi người phải cho như vậy. Khi mọi người dùng như vậy á, tại vì khi mọi người quấn thì chắc chắn là sẽ có một miếng giấy như thế này, nó sẽ ép sát giữa cái tóc này với cái tóc trên đây như thế này, cái xương này đưa vô. Nhưng cái ngọn tóc của mọi người đó là cái chỗ yếu nhất, khô nhất, tại vì tóc nó dưỡng từ trong đi ra ngoài tới đây mà nó dưỡng rất là ít. Chúng ta cho vô giữa, cho cái phần hấp dầu như vậy để bảo vệ cái độ nóng của cái, bảo vệ độ nóng của cái xương. Cái đuôi là lúc nào nó cũng sẽ nằm ở trong sát cái xương này trước rồi mới tới dầm mình này ở bên ngoài, cho nên cái đuôi nó sẽ tiếp xúc nhiệt độ cao nhất. Chúng ta phải bảo vệ cái đó bằng một lớp hấp dầu để như vậy đó. Khi người khách này uống tới đâu thì chúng ta quấn tới đó thôi, và chúng ta dùng máy kẹp kẹp lại thôi. Dễ như vậy. Chúng ta không kẹp thun, lý do là kẹp thun sẽ có một cái ngấn, có một cái ngấn như đó, không cái ngấn. Chúng ta phải kẹp bằng cái kẹp này. Đáng lẽ nó sẽ có một cái miếng vải to như thế này nữa bảo vệ bên ngoài, và cái kẹp này mới kẹp lên đó để giữ cho cái tóc chúng ta không bị gãy. Chẳng hạn như ví dụ như đơn giản vậy thôi nha, mà đưa vô máy nha, mà mọi người không biết mọi người để công gì nè, là ngay cái này sẽ bị gãy đi đó. Thì cái vấn đề mai mốt mà đưa cái xương đưa vô máy như thế nào thì nó sẽ chỉ sao trong vấn đề thực hành, trong phần thực hành thì sẽ đưa như thế nào để cho cái tóc của chúng ta nó sẽ liếc, nó sẽ không có bị gãy đó. Khi đưa vô hay rồi, bắt đầu đưa vô trong máy và cắm điện lên, nhiệt độ và thời gian của nó thì sẽ tùy thuộc vào tóc yếu hay khỏe. Đối với một cái mái tóc khỏe bình thường
bình thường sẽ có những tiệm sẽ để nhiệt độ ở 100, 120 độ C. Khúc này chưa đựng đi nha. Có người sẽ để ở một nhiệt độ 100 và 120 độ C, thời gian là 10 phút. Nhưng nếu mà như vậy sẽ lạm dụng cái nhiệt độ rất rất cao, sẽ làm cho mái tóc của mọi người rất khô. Cho nên mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ khác nhau, một đường lối đi khác nhau. Không ai chẳng hạn tất cả mọi người ngồi trong đây không ai giống ai cả. Mọi người không có học một tiệm, không có làm một tiệm là xong. Sẽ có nhiều tiệm để mọi người học hỏi kinh nghiệm. Thì cái vấn đề học hỏi đó, mỗi tiệm sẽ có một cái nhiệt độ, có một cái thời gian khác nhau, không ai giống ai. Nhưng bây giờ mọi người sẽ học ở một nhiệt độ trung bình của nó, hoặc cái nhiệt độ đó em đang sử dụng cái nhiệt độ đó cho cái vấn đề uống tóc. Nếu đối với một cái tóc khỏe thì nhiệt độ cao lắm 80 độ C đó. Nói chung nó nằm từ 70 cho tới 80. Còn đối với tóc yếu thì từ 50 tới 60. Còn đối với một cái mái tóc trung bình thì từ 60 và 70. Thời gian của mọi người lúc nào cũng là 10 phút. Những tiệm tóc khỏe 90, 100, 120 đó là bình thường. Có người mới dạy nhiệt độ có đề thời gian khoảng 10, 15 phút hay 20 phút. Trường hợp đó em đã cũng đã từng làm, trường hợp đó em cũng đã từng làm, cái chỗ em làm cũng đã từng làm như vậy. Nhưng mình có cảm nhận là cái mái tóc khi đưa ra nó được nhiệt độ nhiều hơn. Thì tại sao mình không giảm nhiệt độ lại mà cái chất lượng sản phẩm đưa ra vẫn y hệt như vậy? Mình đảm bảo cái tóc của người khách không bị khô, thay vì chúng ta sử dụng nhiệt độ cao. Khi chúng ta đưa vô máy chắc chắn là phải 2 lần chứ không phải 1 lần mà là 2 lần. Khi 10 phút này đã kê máy, đã hết thời gian thì máy tự động sẽ báo cho chúng ta, nó sẽ kêu và báo cho chúng ta. Thì trong thời gian đó chúng ta khoảng 5 và 10 phút chúng ta sẽ để cho cái xương này nè, cái xương uống này nè nó nguội lại, cái xương này nè nó nguội lại. Khi cái xương đã nguội rồi, nó ấm rồi, chúng ta sẽ mở lại một lần nữa, 10 phút. Hồi nãy nhiệt độ bao nhiêu thì bây giờ nhiệt độ bấy nhiêu, 10 phút là 2 lần đó. Khi lần thứ 2 kem máy thì chúng ta sẽ tắt máy, tháo xương ra vậy thôi. Khi chúng ta để cái xương như thế này mà chúng ta giật lên thì nó sẽ làm bị chạm những cái mặt, cái xương của chúng ta. Thì sau này chúng ta sử dụng cái xương này lại cũng được. Nếu một thời gian nhất định á, nó sẽ bị hư. Hàng điện tử mà nó cứ có nước vô nó hay dễ bị chạm lắm, bất thình lình lắm, sao chúng ta biết. Tốt nhất tháo cái xương ra. Khi chúng ta tháo cái xương này ra rồi thì cái tóc của chúng ta có kẹp tâm lắm tâm. À, hoa rồi. Khi chúng ta tháo cái xương ra rồi thì tóc của chúng ta sẽ xoăn, thì chúng ta sẽ cuốn bằng cái tay của chúng ta lại, cuốn bằng cách này. Cái tóc của chúng ta đang xoăn mà, thì chúng ta sẽ quấn vô như thế này, đưa đều vô, đừng cho bị gãy tóc, và dùng cái kẹp tăm hay kẹp tăm kẹp lại và lấy cục khuôn ấy qua, thì nó sẽ định hình lại y hệt như trong cái xương của chúng ta đó. Và chúng ta bắt đầu dập khúc số 2 thôi. Vậy đó. Cũng 15 hoặc 20 phút rồi chúng ta xả. Xả rồi là dùng dục xả là xong, tóc uống nào ra chúng ta chỉ việc sấy tóc kiểu thôi. Hỏi em qua tay.
không thuốc giặt, không ảnh hưởng gì hết. Nhưng mà ai kỹ thì cứ việc đeo, nhất là những bạn nữ nè, kỹ thì cứ việc đeo, cái vấn đề đó cũng không có cấm. Còn mấy bạn nam mà muốn tay mềm mại cứ việc sử dụng tay không đi là sẽ mềm nhiều lần. Vậy cái thuốc số 2 đó làm mềm cái tay chúng ta đẹp lắm á. Nhưng mà muốn ai muốn kỹ thì cứ việc mang vào tay. Giống như anh đang xài không giờ mang vào tay thì số 3, số 2 anh thích. Hả? Sao? Thử đi, thử khoảng mấy tháng thôi. Đưa cho nữ, đưa cho anh, đưa cho cậu nào nắm tay nữ, nắm tay nữ không á. Rồi vấn đề này xong chưa ạ? Rồi bắt đầu chuyển qua vấn đề khi nào dùng. Áo xương nè, chúng ta không xả gì hết, chúng ta quấn vô bằng kẹp tăng và chúng ta giặt số 2. Giặt 15-20 phút, xả sạch bằng dầu xả. Rồi, cái vấn đề này xong chưa lại, cho các đồng chuyển qua cái câu hỏi của bạn nữ. Cho bôi được chưa ạ? Đây. Khi mọi người đi ra tiệm thuốc, mọi người mua thuốc, đã phụ liệu chẳng hạn, thì trong cái hộp của nó thuốc nằm cũng luôn luôn một cặp. Số 1, số 2, A hoặc B. Khi mọi người mua thuốc thì nó luôn có, nó luôn luôn có một cặp đi như thế này. A, B, số 1, số 2. Rồi trường hợp, nếu trường hợp khi chúng ta khi nào dùng tốt khỏe phải dùng thuốc như thế nào, tốt yếu dùng thuốc như thế, tốt khỏe dùng thuốc nào, tốt yếu dùng thuốc như thế nào. Thì ở đằng sau này đằng sau cái sử dụng của mọi người nào, nó sẽ có để thuốc uống dành cho tốt khỏe, còn tốt yếu thì thuốc uống dành cho tốt yếu. Khi mọi người mua thì bán cho em một cặp thuốc dành cho tốt yếu, thì nó sẽ lựa kiếm cho mọi người thuốc này tốt yếu hoặc tốt khỏe. Đằng sau này nó có ghi sẵn cho mọi người rồi, đúng, bất cứ hãng nào nó cũng ghi, dạ nó cũng ghi cho mọi người, hiểu chưa? Khi nào dành cho tốt khỏe tốt yếu thì khi có tốt yếu chúng ta phải dùng tốt yếu chúng ta uống, chứ đâu có dùng tốt khỏe được. Còn thuốc khỏe tốt khỏe cũng phải mua thuốc khỏe uống, tại vì mình đưa thuốc yếu vô làm sao khi nào mới chín được, cho người khách nó về nhà ăn uống ngủ nghỉ qua mai nó chưa chín đó. Nó có thuốc khỏe và thuốc yếu ở đằng sau này, hiểu chưa? Hiểu chưa đó. Rồi có một trường hợp khi đối với một cái máy tốt yếu quá yếu, đối một cái tốt quá yếu, bây giờ chúng ta sử dụng thuốc yếu luôn á, nhưng cái sợi tóc chúng ta rất là khô, thì cái vấn đề ở đây chúng ta trước khi uống tóc chúng ta phải phục hồi cái tóc yếu này. Chúng ta phải phục hồi nó, phục hồi để làm cái gì? Để cho cái tóc đó chắc lại, khỏe lại thì chúng ta mới uống được, thì nó mới giúp cái một cái tóc chúng ta mới đẹp được. Chẳng hạn như mấy cái tóc mà gần sắp cháy đi đó, mà đi uống tóc, mình vẫn uống được chứ không được. Nhưng mà mình phải phục hồi, chứ mình không phục hồi thì làm sao mình uống được? Bây giờ mình không phục hồi, mình uống ra rồi cái tóc của người khác nó về, người ta hư hại thêm, mình là bị mất danh tiếng thêm, mình mất người khách nó thêm, đâu có được cái gì đâu. Đó. Có thắc mắc về vấn đề này nữa không?